Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đến với Game Today. Anh em ơi, cuối cùng của tôi cũng đã trở lại rồi đây. Thế có anh em nào hóng clip của tôi không nhỉ? Thế ở đây có bao nhiêu anh em là hóng clip tôi ra hàng ngày nhỉ? 3 ngày rồi tôi không ra clip, chắc anh em cũng không quan tâm đến lý do đâu. Anh em chỉ chủ yếu là hóng clip của tôi thôi. Chính vì thế là tôi nghĩ là thôi nhá anh em nhá, không phải giải thích gì nhiều. Thôi rồi. Thế nhá anh em nhá, như thường lệ đầu clip thì tôi xin được cảm ơn anh em Lê Trí Nguyên đã đăng ký làm hội viên mới của kênh. Cảm ơn anh em đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi. Dạo gần đây có khá nhiều anh em quan tâm đến cái việc đăng ký hội viên của kênh. Anh em không biết đăng ký hội viên như nào thì anh em hỏi tôi cách đăng ký, thì nói thật với anh em là bản thân tôi cũng không biết đăng ký như nào cả anh em ạ. Đấy, thế là anh em đăng ký được thì đăng ký, mà anh em không đăng ký được thì anh em like là được rồi. Anh em like, anh em comment là được rồi anh em nhá. Anh em vào xem đều là được rồi. Chứ còn nói thật với anh em là đấy, hôm qua nhá, hôm kia có rất nhiều anh em sau khi mà tôi ra clip và tôi hỏi anh em ở trên kênh ấy, các anh em mà đã đăng ký hội viên rồi ấy. Đấy, rồi có một vài anh em comment, rồi có những anh em còn thậm chí là còn nhắn tin cho tôi, hướng dẫn tôi cơ. Đấy, có anh em Vũ Trọng Tín là anh em còn hướng dẫn tôi là đăng ký là chỉ có ở trên Android là đăng ký được. Đấy, Android là đăng ký được Momo. Sau đó tôi dùng cái điện thoại Android, tôi cũng cài Momo ở điện thoại Android mà đéo thấy đăng ký kiểu gì luôn anh em ạ. Không cho chọn cái tùy chọn Momo. Đấy, vẫn bắt phải thẻ Visa. Thế thôi chịu, tôi cũng không biết. Thế nhá anh em nhá, tôi cũng chả biết làm nào đâu. Rồi, và đồng thời tôi cũng xin được cảm ơn anh em Đỗ Đức Mạnh sáng nay đã mời tôi cốc sinh tố. Sinh tố rất ngon, cảm ơn anh em Đỗ Đức Mạnh rất là nhiều. 2-3 ngày không ra video mà vẫn có người nhớ tới là vui rồi anh em ạ, rất là vui. Trận này là có 7, có chúa quỷ, có Secret Lancer. Liệu rằng là chúng ta có lên chơi Wario không nhỉ anh em nhỉ? Có lên chơi Wario trận này không? Wario nhưng mà không dồn đồ cho Lancer, không dồn đồ cho chúa quỷ. Chúng ta chơi kiểu là lấy đồ cho con chó sói ấy, như hôm trước ấy anh em. Có rất nhiều anh em thích tôi chơi cái bộ này đấy. Không biết là chúng ta trận này có lên chơi như thế không? Lấy đồ dồn cho sói rất mạnh đấy nhá. Đấy, từ hôm trước ấy, cái clip của tôi ra ấy, ra xong một cái là trước đấy là không có ai chơi con chó sói. Thì sau khi clip của tôi ra thì bắt đầu là anh em thấy đấy, anh em tự cảm nhận nhá, vào rank toàn thấy là lùi chó sói co quỳ mẹ luôn. Bây giờ thì lại nó lại thành là nhăn nhản rồi, đâu đâu cũng thấy chơi chó sói rồi. Chó sói bây giờ nó lại đang hot anh em ạ. Hot như là nhớ cái đợt mà cái bộ Kira kết hợp với cả con Velomancer ấy, cũng hot như thế luôn. Cái đợt đấy cũng thế, cái con Velomancer là cực hot, thì bây giờ chó sói nó hot tương đương. Anh em cứ để ý mà xem, rất nhiều người lấy đồ, chốt đồ cho chó sói ở trong rank. Đấy, mà chơi thì cũng hay ấy. Vấn đề là ngoài việc nó mạnh ra thì chơi nó cũng kiểu nó sướng ấy. Nhìn trông kiểu đối thủ đấm nhau với chó sói của chúng ta, cảm thấy đối thủ bị bất lực ấy, sướng. Nhưng mà nào đâu có biết được là vào trong trận đấu. Đây rồi, chó sói rồi. Nào đâu có biết được là vào trong trận đấu à, 2-3 ông chơi kiểu thế à, cũng 2-3 ông nuôi con chó sói, rồi là cũng là chốt đồ ở round 30 lấy cái quả trứng à. Nhưng vấn đề ở đây là cái gì? Quả trứng đấy thì nó phải ở round 30 nó mới lấy được. Đấy, mà từ cái round 1 đến round 30 mà sống được đến cái round 30 để lấy được quả trứng thì nó lại là cả vấn đề. Thế là nhiều anh em vẫn confirm cho tôi là có confirm lại khi mà chơi cái bộ này thì cũng không phải là gọi là nó gọi là bất bại đâu. Đấy, mà nhiều khi là vẫn là toang đấy, vẫn là đi toang luôn. Toang top 6 top 7 đó là bình thường anh em nhá. Toang top 6 top 7 là bình thường, không có vấn đề gì hết. Cái quả trứng và cái con sói ấy, nó chỉ mạnh khi mà nó lên được ra 30 nha anh em nhá. Ra 30 có nó phải có được cái quả trứng thì nó mới mạnh được, còn nếu mà không ra được quả trứng ở ra 30 ấy, thì hỏi chấm nhá anh em nhá. Câu hỏi này cho anh em trả lời, tôi không dám trả lời. Đấy, nhưng mà vẫn rất nhiều người chơi nhá, bởi vì nó hay anh em ạ. Bởi vì là cái trận đấu mà nó gọi đệ liên tục ấy, thì nó rất là hấp dẫn. Đấy, nó rất hay, nhiều người đam mê. Đấy, bây giờ nhiều người đam mê thì hôm nay thử xem là có làm quả trận sói nữa không nhỉ. Đấy, bây giờ xin có sói nữa, có sói 2 sao sớm nhỉ, lại có hy vọng lên được 3 sao. Rồi chúng ta lại làm thêm một trận như thế nữa cho anh em lại coi như là thưởng thức, anh em giải trí. Hợp lý không anh em? Tôi thấy nó cũng hợp lý ấy chứ. Hợp lý đấy. Đấy, mà hy vọng là trong cái trận đấu này nhá, là cũng sẽ không có ông nào chơi sói. Đấy, còn thực ra thì anh em cũng biết tính của tôi ở đây. Tính của tôi là chơi cái con game này này,
mà có nhiều người chơi trùng cái bộ đấy. Và cụ thể ở trong cái giai đoạn này nhá, là tôi đang đam mê với cái con sói xong lấy quả trứng ấy. Đấy, để dồn đồ cho sói, để cho con chó sói trở thành con co. Đấy, nhưng mà lại có nhiều người lại chơi như thế. Đây là như cái trận này nhiều người chơi Warrior này. Đấy, nhưng mà lại nhiều người chơi cái bộ đấy, nhiều người chơi cùng bộ này. Rồi nhiều người chơi cùng một kiểu giống mình thì mình cũng không thích lắm đâu. Thì mình lại chuyển sang chơi cái khác. Đấy, nhường các bạn ở trong game chơi cái bộ đó. Đấy, tính tôi nó là như thế. Không thích gọi là bon chen anh em ạ, không thích bon chen. Nhưng mà đầu game thì nó ra đi cứ mua thôi anh em nhá. Đấy, mà mình không thích bon chen xong cuối cùng mình lại phải bon chen vào thì nó lại không hay. Giống như là đang bon chen. Đấy, tôi lại trông giống như là tôi đang bon chen vào cái bộ Warrior mà anh em thấy rồi đấy. Hiện tại ai là cái người top 1 nào? Nhưng mà cái top 1 từ dưới lên. Top 1 từ dưới lên anh em ạ, dã man. Mẹ. Vãi đái thật. Ôi dồi ôi, Warrior nó nhiều thế kia. Ôi sao rồi, trận này nhiều người Warrior lắm. Nhiều người Warrior lắm anh em ạ. Nhìn sơ sơ đấy, đấy, lại gặp này. Ít nhất là 3 thằng Warrior anh em nhá, ít nhất là 3 thằng Warrior. Là ra cả Doom rồi này, chết à. Trận này vừa lấy vớ vẩn ra con sói đấy là lừa rồi. Thực ra nó chạm vào cái niềm đam mê. Ơi giời, thế thì không anh em ơi. Trời ơi, thế này thì có lên quay xe không nhỉ? Quay xe không nhỉ? Từ từ đã chưa. Vẫn Warrior. Từ từ. Mặc dù là cái con này ấy, nó lên được một con gấu mết nhưng mà không ăn thua anh em, không ăn thua. Từ từ đã. Con gấu mết nó phải ra một đôi đã thì tôi mới yên tâm được. Một đôi. Còn ra một con nhiều khi nó lừa anh em. Cả trận nó khi nó không thêm được con nào nữa đâu. Đấy, vừa đấy thì tôi cũng bán một con gấu ấy rồi. Đấy, tôi cũng bán được một con gấu rồi. Hay quá. Gặp đúng cái thằng đang eco. Được quá nhờ. Lấy bán mất một con gấu. Chính vì thế là cái con gấu tăng cơ phía trên ấy nó sẽ khó lên được hai. Ơ. Được đây nhờ. Ba con rồi này. Ê, thế thì beat à? Không, nếu mà chơi gấu này có thể chơi beat được nhá. Không cần chơi Warrior đâu, chơi beat cũng được. Beat được, trận này được luôn anh em ạ. Chơi beat được luôn. Beat Assassin, beat kẹp Assassin. Gấu làm co. Nghe có vẻ hợp lý. Nhưng mà trận này có nhiều Warrior thì beat phản đam cho thì cũng sợ phết đấy nhở. Mà trận này thấy có rớt, có dòng 5 tiền này. Hay là quay xe sang chơi mết được không? Mà bây giờ nếu mà muốn quay xe sang chơi mết thì phải cho con gấu Saman nữa. Gấu Saman rồi. Hoặc là cho một con gấu mết lên 2 sao thì còn chấp nhận được. Có vẻ như tôi đòi hỏi hơi nhiều. Hơi nhiều thì phải. À đây này. Ôi giời, tôi chưa biết như nào nhỉ. 3 Warrior này, 2 beat này. Thế tôi vẫn chưa biết anh em ạ, vẫn chưa biết. Thêm con gấu nữa. Giờ cho xin con gấu Saman nữa này. Thì chốt bài là bán hết Warrior đi. Đấy, còn nếu mà không ra được gấu Saman thì thôi, vẫn chơi Warrior vậy. Đúng không? Tầm này phải có thêm con Eco vào anh em ạ. Máu có vẻ tụt hơi căng. 66 máu ở round 10. Chút nữa mà ra thêm một con Wizard nữa là tôi cho vào kích hoạt được 4 gấu. Tuy nhiên là lúc đấy là ở level 5 thì nó hơi yếu. Ở level 5 lúc đấy là nó toàn 1 sao. Đấy, mà cho bài vào thì đồng nghĩa việc là sẽ bị đẩy nhiều hơn. Ơ kìa. Cẩn thận nhá. Đừng bảo toang ra quái. Không, kẹp beat vào rồi, không toang được. Ok. 3 Warrior 2 beat thì toang làm sao ra quái nhỉ. Đấy. Đây này, nhưng mà bỏ vào eco tiếp đúng không? Nhưng mà không có ấy à. Không có eco cho vào như này có hơi toang không nhỉ?
Thôi tạm thời tôi sẽ chốt cái đồ này đã. Thế thôi đã anh em ạ. Tạm thế thôi. Như này tôi cũng chưa có hạ được, chốt hạ được là bộ gì đâu anh em ạ. Vẫn có thể nó sẽ là Warrior ở đây. Warrior cũng đang ra, nó cũng khá khá ở đây rồi. Đấy, gấu bây giờ ví dụ như là cho vào kẹp nó nhảy ra được thêm một vài con thì kiếm thêm tiền, bán đi thôi thì cũng được. Đây ơi, ui giời, may quá. Được anh em ơi. Up lên 6. Thôi, chấp nhận. Up lên 6. Để giữ Echo anh em ạ. Giữ cái con Echo trong đội hình. Không là mất nhiều máu lắm. Không chịu được nhiệt đâu, không chịu được nhiệt đâu. Tầm này vào bắt đầu đẩy kinh rồi. Đấy, một nửa số máu chúng ta đã mất đi. Một nửa số máu chúng ta đã mất đi. Mà nên nhớ là bộ này chơi đến ra 30 cơ. Mà bây giờ mới có hiệp 12 thôi. Vậy là còn tới 17 hiệp nữa. Phải trụ đến ra 30. Với số máu ít ỏi bây giờ 57 máu. Không chơi bộ đỏ thì khả năng sinh tồn nó là không cao nha anh em nhá. Nhất là chơi Warrior trận này có quá nhiều người đi theo cái con đường đấy. Khả năng sinh tồn rất thấp. Quả này lọt hết rồi ấy. Úi dồi, mẹ lọt hết luôn. Giết được một con thôi là cũng được rồi. Xin một con thôi. Được. Một con là 10 round là bớt được 10 máu ở đây anh em ạ. À đây, gấu mết à? À. À. Bán gấu mết đi ông nhỏ. Ôi bây giờ đứng trước cái sự lựa chọn nhưng mà chơi cái gì? Hay là quay xe đúng không? Warrior đang ra nhiều này, bây giờ lại quay xe à? Ui quả này hơi phân vân anh em ạ, hơi phân vân. Bán Warrior hay bán Gomez? Hunter or hunted, your choice. Hơi phân vân ở đây. Thực ra bây giờ tôi vẫn chưa biết chơi gì. Thế đấy. Tầm này vẫn chưa biết chơi gì. Đây, trận này có cả đỏ Glacier à? Trận này đỏ Glacier khá là mạnh đấy. Có Skelet Lancer. Căng thật. Hai thằng đang có chuỗi. Ui. Thế thì ôi rồi ôi. Không phải rồi. Thế thì có ra cả già này anh em này. Ờ, ra một phát là hai con mết luôn. Ra cả gấu cụ. Thế thì quay xe anh em ạ, quay xe rồi. Thế này là khả năng là quay xe rồi. Lên quay xe. Ok. Đây có một con già và một con The Saw. Được không? Chốt nhá. Chuyển sang mết đánh đi. Được. Trận này có rớt, có rồng 5 tiền. Chơi 9 mét. 9 mét 12 con luôn. Tầm này 12 con nó kịp không nhở? Vẫn kịp. Thực ra là nếu mà chơi dần dần lên mà đánh đến lết thì rau quái cho vào kiếm 4 sách một lần thì quá là được luôn nhá. Được rồi, trận này nhiều người chơi Warrior lắm anh em ơi. Thôi, xin. Về căn bản là những cái trận đấu mà quá nhiều người chơi Warrior này là tôi cũng không muốn chơi tí nào. Thật sự là như thế. Hay quá, quả giữ máu tuyệt vời, úi rồi. Được quá nhờ. Đó. Chơi gấu thì chúng ta đã đánh ở level 9. Level 9 sẽ là 6 mét kết hợp với cả 4 gấu ở level 9 đúng không? Ok. Đó. Thế thì thôi, chắc là tôi sẽ phải giải tán bớt cái bọn này đi. Sau đó thì
thì tôi dần đến 9 thôi anh em ạ. Chứ tầm này Warrior quá hề nữa nhở, đúng không? Thôi Warrior làm gì nữa. Bây giờ có kẹp 4 đỏ để kẹp này. Kẹp 4 đỏ vào thì kẹp, đúng không? Bây giờ chơi 4 đỏ. 4 đỏ sớm, 4 đỏ sớm cũng mạnh mà. Chứ có Warrior bây giờ không có slot thì chơi không? Thực ra đứng trước cái ngưỡng cửa này thì nó mới chỉ có hai con gấu mết nên là vẫn chưa tự tin lắm anh em ạ. Vẫn chưa tự tin là chơi mết lắm. Đấy nên là vẫn phải giữ đỏ lại. Để mà tí nữa kẹp 4 đỏ và chơi gấu 4 đỏ thì nó mạnh hơn. Gấu 4 đỏ cực kỳ mạnh nhá. Gấu 4 đỏ kết hợp với mèo ấy. Gấu 6 đỏ còn mạnh nữa. Gấu 6 đỏ cực kỳ trâu chó luôn. Có thêm con tôn lụ không nữa nhỉ. Ui rồi. Gấu 6 đỏ mà kết hợp với tôn ngộ không thì thôi rồi luôn. Châu. À đây rồi. Ui thế đây chốt được rồi anh em ơi. Thôi thế chốt được rồi đấy. Ui rồi được quá anh em ơi. Thế thì được rồi. Tôi lại cứ tưởng là tôi sẽ phải chuyển sang cái bộ đỏ. Nhưng mà thôi bây giờ chơi mết được rồi đấy. Thế này thì chốt mết rồi. Ok. Ôi giời, tôi lại cứ tưởng là tôi chơi đỏ trong trận này. Về căn bản ấy là trận này ấy là có con Omen anh em ạ. Đấy, thôi lên 9 luôn. Dí lên 9 luôn. Tại sao? Lấy sách anh em. Dí lên 9 thì mới kẹp được 4 gấu kết hợp với 3 mét với cả 2 đỏ. Rồi kẹp thêm được cả human vào nữa thì mới có sách được. Rồi. Đây sẽ là quyển sách đầu tiên của tôi. Thôi cái tầm này thì chốt đồ luôn thôi anh em ạ. Rồi sẽ lấy mấy cái món đồ cho con gấu cụ tương lai. Chén thánh này, BKB này. À đây rồi. Rồi chỉ cần ra được một con gấu 5 tiền nữa thôi, đập trứng luôn. Hứa. Và trứng này cho gấu 5 tiền gánh kèo anh em ạ. Con gấu assassin thì tự lỡ bán đi thay bằng cái con gấu shaman là được. Hợp lý chưa? Đấy, đồ bây giờ thì còn cái gì nữa nhở? Bây giờ lấy cái giáp phản được. Nhưng mà chưa. Ở đây giáp phản nó có nhiều mảnh. Tôi lấy trước cái trượng ma pháp đi. Cái giáp phản này là tí nữa nó có nhiều mảnh để ghép vào cái giáp phản này. Đây, ở đây có viên ngọc ở đây là anh em thoải mái này. Có hai viên ngọc ở hai bên. Từ từ anh em ạ, chưa lấy vội. Nhá anh em nhá. Cái này chúng ta đợi đến round 20 đi. Biết đâu cái round 20 ấy, quái nó lại tự nhảy ra cái viên ngọc thì sao, đúng không? Đấy. Thế là từ từ đã, chúng ta lấy cái gì mà cần thôi. Cần, ví dụ như cần cái huyết trượng là chưa có là lấy luôn, chốt luôn. Nha anh em nhá. Rồi huyết trượng chưa có. Đấy mà cái món đồ đấy là cần nhiều. Ra thêm mết này, hợp lý quá nhờ. Rồi, mua thôi. Chắc là tôi nghĩ là bỏ cái bọn đỏ đi được rồi đấy. Tầm này bây giờ thấy mạnh rồi. Bỏ đỏ đi anh em ạ. Tầm này thì có gấu mết 2 sao thì là ổn lắm rồi đấy. Dồn đồ cho gấu mết rồi. Gấu mết 2 sao thì đương nhiên rồi. Đấy, nhưng mà chúng ta thiếu cái viên Blink để ghép Blink. Thiếu ma lăng. Nhưng mà tôi chưa lấy viên ma lăng đâu. Cái chỗ đấy là phải để lại để dành anh em ạ. Tầm này mạnh rồi không cần. Còn cái slot đấy tôi sẽ để dành. Trận này nhá, chơi mết quá hợp lý anh em ơi. Trận này nhiều Warrior anh em ạ. Trận này nhiều thằng chơi Warrior. À đây rồi. Ui giời. Ra được con gấu bố đập trứng luôn này. Hay quá. Khá đấy. Gấu đẻ như này khá quá nhờ. Ok. Cứ như thế này thì game lại là dễ rồi anh em ơi. Trời ơi, đồ này từ từ đã. Ghép tí nữa ghép cái Blink. Ôi còn nhiều đồ lắm. Blink có khi không ưu tiên bằng cái giảm hồi chiêu đâu. Bình tĩnh. Chúng ta nếu mà cần thì nó sẽ phải cần 3 viên ma lăng. Đấy, cần 3 viên ma lăng. Và cần ở đây là cần cái giáp. Thôi cứ từ từ đã anh em ạ. Lốt round này rồi tính sau. Rồi round này gặp Glacier Beast à. Được. Đội hình này cũng mạnh đấy. Ok bạn ơi. Kinh gấu lướt kinh thật. Ui giời.
Ui sao hay quá. Rồi. Đấy, có sách tích được lên 11 anh em ạ. Cứ mỗi round một quyển thế này là ổn rồi. Đấy, kẹp thêm được human này vào quá tốt anh em ạ. Lên được 11 là chơi được rất nhiều thứ nhá. Lên được 11 là chơi 9m. 9m kết hợp với cả 4 gấu ở level 11 đấy. Hợp lý chưa? Quá hợp lý. Trận này có cả rớt, có cả rồng 5 tiền thế thì ui rồi ôi. Chơi hàng real luôn anh em ạ, không cần phải kẹp wizard luôn. Chơi hàng real. Tí nữa là cái con gấu búa này nó sẽ tung trưởng là địch còn đứng im luôn. Bị đóng đá. Rất khỏe. Hiệu ứng của 9m và mà tác động lên cái bọn mết này nó là hàng real, nó khỏe lắm. Bọn gấu nó lướt liên tục mà, cooldown của nó quay nhanh. Nó không giống như là 9m fake. 9m fake thì nó chỉ tung được một lần trưởng thôi, xong là thôi xong. Nếu mà giết được hết địch thì không nói làm gì, mà nếu mà không giết được địch thì là coi như là toang. Ghép được cái Blink rồi. Đấy rồi. Up lên 10. Không nói nhiều, 6m vào cho tôi. Ơi kìa, chuột làm sao ấy nhở. Chơi cái hệ máy này chơi ở trên PC nó hay, lâu lâu nó hay có kiểu chuột nó bị thế anh em ạ. Đấy đấy đấy, kéo mai đâu được đấy. Ô, khó chịu thật đấy. Thôi được rồi, pick đồ vậy. Rồi, lấy viên ma lăng nữa này. Ok. Blink. Được cái Blink đã. Giáp phản. Giáp phản đã nhở. Lấy cái giáp phản trước. Còn cả cái BKB cơ anh em ạ. Còn BKB nữa cơ. Mà lấy giáp phản trước cho con cầu bố đã. Ok. Rồi. Cứ mỗi nào được một quyển sách từ bây giờ ra 30 thế nào cũng lên được 11 anh em ạ. Mà vô vẩn còn lên được 12 ấy chứ. Tôi kiếm lên wizard và tôi kích hệ. Lên level 11 là chơi được 6 human, 4 gấu, 6m anh em ạ, ở level 11. Được. Bây giờ là 4 human rồi đúng không? 2 wizard nữa là 5 human rồi, 5 human bỏ mết đi. Bỏ một con mết đi. Bỏ một con mết đi, bỏ một con gấu đi nữa, đúng không? Là chúng ta có 5 con rồi, lên level 11 là chúng ta kẹp thêm một con human nữa là 6 con human. Kết hợp với cả 4 gấu với cả 6m quá hợp lý. Ok. Rồi. Đây, Glacier Beast thì khỏe này. Nhưng mà bây giờ lên nhớ là tôi bây giờ tôi đang có một cái hàng gấu clear rất nhanh. Lượt cho hai phát đi hết cả hàng luôn. Ơ vớ vẩn, trận này lại có khi lại còn chơi được cái con gấu bố lên được 3 sao ấy chứ nhở. Được không? Được đấy, bây giờ mới đang 22 thôi. Đấy, đẻ ra được ở đây là 4 con rồi. Tí nữa lại hên hên ra là quả trứng các thứ. Hợp lý chưa? Rồi. Nói chung là bây giờ tăng cường gấu lên để cho cái con gấu nó tích stack nhanh. Tích stack để unlock được mấy cái skill cuối cùng nó mới mạnh được. Cái skill lặn của nó là cái skill mà nó phải mất tới 8 lần stack thì nó mới có thể tung được trưởng. Chính vì thế là cái con này ấy, là phải cần là phải có nhiều gấu ở trong đội hình. Nhiều gấu tung được trưởng trong đội hình thì mới có ăn thua. Chứ còn nếu mà chỉ có 3 con thôi thì vẫn gọi là kích hoạt rất chậm. Chưa kể là nếu mà không giết được đối thủ nó sẽ không lướt được cái lần tiếp theo đâu. Đấy. Dao này toang này. Được không? Ăn được không? Ui vẫn ăn được. Hay quá. Ăn được không? Ui nó xoay qua được kìa. Càng càng càng. Trận này cũng thằng chơi 6m này. Ghê đấy, 6m rồng anh em ạ. Đây rồi, Kunka. Thuyền trưởng tí lũa là cho vào. Một con nữa, một con human nữa, con rồng. Nhá. Round sau là kẹp 6 human vào được nếu mà có con rồng. Dragon Clay. Cho Dragon Clay hoặc là bất cứ một con nào thuộc hệ human thôi, ở round sau thôi. Là tôi cho human vào luôn.
6 human round sau. Con gấu bố này thì chắc chắn là nó sẽ cân được con quái ở round sau, yên tâm. Wow, gặp thằng này có cắt được chuỗi nó không? Ui, không kịp lướt rồi. Cắt nổi không nhờ, bị doom rồi kìa. Ui rồi ôi, hay quá. Cắt được chuối của thằng 9 Warrior đang xanh anh em ạ, à. Hay quá nhờ. Được đấy. Trời ơi, huyết trượng, hay quá. Đồ đẹp luôn. Nhưng mà cái round này chưa có human. Roll không? Roll cái nhờ. Roll cái. Ui, đấy rồi. Hay quá. Rồi, rồi. Chút nhanh anh em ơi, 6 human vào, bỏ bớt healer, bỏ bớt mết, bỏ bớt gấu đi. Rồi, 10 con, vừa đủ. Đấy. 3 mết rồi. Kẹp 3 mết chắc là ăn được, tôi nghĩ là ăn được. Làm gì có chuyện không ăn được. Con gấu bố lấy tăng trâu lắm. Hàng trước thế này là ổn rồi. Hàng sau thì có già với cả flame gây đam. Tôi nghĩ là ăn được con này đó. Đấy, thậm chí là cái con gấu mết nó lướt nó cũng tín phết đấy chứ. Đam to phết đấy. Ổn rồi anh em ơi. Đấy, lên 11. Được, hay lắm. Rồi một round nữa thôi anh em ạ. Một round nữa thôi, một round nữa thôi. Rồi lại cho 6 mét vào. Đánh cẩn thận. Đánh cẩn thận. Đồ xem nào. Đồ chốt được cái giáp rồi đấy. Chốt luôn nhỉ. Giáp băng cho cái đội hình 9m. Một cái sự lựa chọn không thể nào mà hoàn hảo hơn được nữa. Chọn rồi anh em. Giáp băng. Ok. Quá tuyệt vời. Rồi, con gấu này nó sẽ rất trâu nhá. Với từng này cái giáp còn có cả chén thánh, còn có cả huyết trượng, thì con này nó sẽ phải nói là nó rất cù nhây trong combat luôn. Ok, nhiều chín qua với chúng tôi. Warrior, lại đây bạn ơi. Rồi, từ từ, 50 tiền đã. Tận dụng cái lợi thế chơi gấu chứ anh em. Chúng ta chơi được cái bộ gấu, chơi 4 gấu này không phải lo lắng về cái vấn đề là tiền. Đấy, không phải lo lắng về cái vấn đề là chúng ta phải roll 2 sao tướng. Không có vấn đề khi mà các con gấu tự đẻ ra mà nó lên được 2 sao thì nó gánh hết. Anh em ạ, chơi sướng lắm. Chơi bộ này sướng lắm, tiền thoải mái luôn. Đấy, chỉ làm nào để làm sao để có thể sống sót được thôi. Để ra đủ 4 gấu thôi, còn một khi mà đã ra đủ 4 con gấu mà ra con gấu cụ mà lên được 2 sao nữa thì thôi. Xác định là trò chơi này nó easy rồi anh em ạ. Game này easy rồi. Đấy mà lại đi theo cái con đường counter lại những cái bọn đang top. Đang đứng top là hai thằng Warrior đang đứng top thì bây giờ tôi đang counter lại hết rồi. Thì có sợ gì đâu. Còn mấy cái thằng kia sắp chết đến nơi rồi kìa. Mấy thằng dưới kìa. Đấy, Warrior nhiều lắm. Trận này Warrior nhiều cái đái luôn. Ba thằng Warrior anh em ạ. May quá tôi không chơi Warrior. Nếu không thì thành 4 thằng Warrior. Thậm chí là trong cái round này cái con gấu 5 tiền của tôi nó còn bị doom. Mẹ gấu cụ bị doom mà vẫn còn ăn được này anh em này. Thấy không? Counter chưa? Counter vãi đái. Đấy là mới chỉ còn 6 mét rồi đấy nhá. Tí nữa lên 9 mét thì thằng nào nó ăn được. Mà tôi cũng nói luôn, chấp cả con Lancer luôn. Không có cửa. Warrior không có cửa đâu anh em. Ê, Thunder Spirit lên 2 sao đi nào. Rồng 5 tiền ra này. Thiếu con rớt nữa thôi, đủ 9 mét. Tôi chết mẹ luôn, hết tiền rồi, ra đi nào. Lên 2 sao đi, giải phóng hàng chờ. Ủa, cái con Thunder Spirit không lên, lên con sói, chán thế nhờ. Thôi từ từ đấy anh em ạ, hãm chút, hãm chút. Không cố, không cố, không cố, không cố. Thôi tạm thời bán cái con rồng 1 tiền đi. Cố quá là quá cố đấy, tí roll một phát lại ra thêm mấy cái con rớt lại không có tiền mua. Mà trong khi đấy là round này round 28 rồi, tôi phải giữ lại 6 con human anh em ạ. Để cái round quái round 30 phải bỏ vào để kiếm sách nữa anh em. Ôi, nói chung là Warrior gặp tôi cả trông đẩy khá nhiều máu ấy. Ok thôi lại tích tiền anh em nhá, tích tiền không?
Tầm này chưa lên được 12. Cấm đánh. Chốt được cái cấm đánh này. À, chốt luôn được mà. Tầm này thì ghép cái gì nữa đâu, ghép cái cấm đánh thôi. Đấy, chống hồi máu luôn. Đấy mà trận này có chống hồi máu thì yên tâm, không sợ thằng Lancer nữa. Không sợ thằng chơi Lancer, chơi Warrior đâu. Tí nữa dồn đồ cho con Flame nguy giặt, nó cầm cái gậy gai là xong mà. Sợ gì đâu. Lancer nó chỉ sợ khi mà không có chống hồi máu thôi anh em ạ. Còn có đồ chống hồi máu thì không ngại, 9m không ngại đâu. 9m không ngại Lancer nhá anh em nhá. Bởi về căn bản là cái con Lancer nó sẽ là một cái con solo với tất cả. Đấy. Mà cái con Lancer là nó chỉ là gọi là trâu theo cái dạng là đam phép thôi, còn đam vật lý vẫn là ăn bình thường mà. Đấy nên là ở trong cái đội hình này ấy, nó sẽ có hai con đam vật lý mà. Con gấu Saman với cả cái con Mila này. Flame Wizard này. Thế nên là cũng không ngại anh em ơi. Kệ nó đi. Trận này kể cả có Lancer vẫn chơi mết được. Bởi vì là vẫn là counter về mặt đội hình thôi. Đây là như thằng này nhá. 7 có khi là còn đi chứ. 7 là còn đi chứ. Đấy, làm gì có cái cửa ăn. Ồ. 7 2 sao anh em ạ. Đây là còn mới có 6m thôi. Đây rồi, ui giời, mãi mới lên 2 sao. Đấy, chuyện này mặc dù đi mết nhưng mà bây giờ mới lên được con Thunder 2 sao anh em ạ. Dã man chưa. Mặc dù ở đi mết đấy. Rồi bây giờ cho Human vào đã. Rồi. Phải tận dụng những cái rau quái này để lên 12 anh em ạ. Tính đến thôi nhưng mà trận này vẫn chưa có rớt. Mà tôi lại đang tham hai con Wizard này. Bởi vì có rớt ý là sẽ kích hoạt được thêm cả bộ gót nữa. Đấy nên là tôi vẫn mua con Wizard này. Mặc dù là trận đấu này nếu mà tính ra là sẽ đủ 9 con mét ấy, không cần phải kích hoạt Wizard đâu. Đủ 9 mét luôn. Nhưng mà thôi kệ. Có thêm cả bộ gót nữa thì cái con Thunder Spirit này nó sẽ mạnh hơn này. Được kết hợp gót anh em ạ. Xòe quạt liên tục. Chén thánh chắc chắn rồi, đây rồi. Chén thánh món đồ rất yêu thích của tôi. Món này mà cho những cái con mà nó cù nhây thì nó cực kỳ hay. Mấy con kiểu như là con gấu cụ này. Hay là anh em thấy là có con như là con Secret Lancer cũng là rất là nhây. Cầm cái chén thánh này là hồi máu cực kỳ kinh khủng nhá. Đấy là chưa tính đến cái việc là mấy cái con mà bay nhảy thì cực kỳ là khó chịu. Mấy con bay nhảy mà cầm chén thánh này thì có khi là suốt ngày là cầm hòa thôi. Chơi bao nhiêu round cầm hòa luôn. Đấy, con sói cầm này cũng được này. Chơi co là con sói dồn đồ cho con sói cầm chén thánh cũng rất là ổn luôn. Chưa có Lancer à bạn ơi? Thế thì đi rồi. À chưa, vẫn còn nhiều máu lắm. Nhưng mà tớ sẽ xin quyển sách. Ồ, để tớ lên 12 nhá. Cảm ơn nhá, hay quá. Rồi. Bọn nó đi rồi, bọn đi dần dần rồi anh em ạ. Tương lai tôi nghĩ là chỉ còn có nhà tôi đấu với cả hai cái nhà Warrior thôi. Dạo gần đây thì cái bộ Warrior nó cũng rất là hot, khá là mạnh. Đấy, chơi được đủ các thể loại mà. Bây giờ Warrior chơi sói cũng được này, chơi Lancer cũng được, mà chơi Berserker thì cũng ok, chơi Doom cũng vẫn ok. Đấy, không có 7 thì có thể chơi Doom, không có chúa quỷ có thể chơi Doom. Nói chung là cái bộ Warrior bây giờ nó khá là toàn diện, kẹp thêm hai Glacier vào trông tín hẳn anh em ạ. Tăng tốc đánh rồi có cả thêm cả beat, có cả đỏ kẹp vào, kẹp được rất nhiều thứ. Đấy, kích hoạt được rất nhiều tộc hệ ở trong cái bộ 9 Warrior. Chính vì thế là 9 Warrior nó khá là mạnh. Đây có Secret Lancer này, ăn được không? Ăn nổi con này không? Một sao thì ăn thua gì? Một sao thì ăn thua gì bạn ơi? Đấy, không ăn thua. Ui đi rồi. Rồi cảm ơn nhá. Ra này. Lại rút mạnh phát nhỉ.
đưa già lên hai phát. Trứng à, trứng từ từ, trứng để cho con gấu bố nha anh em nhá. Gấu bố lên 3 sao. Ui, lại trứng này. Ui rồi, thế thì đập trứng cho già vậy. Hết slot rồi. Lại quả trứng nữa, bán này đi. Lóc lại thôi. Rao này thì không kịp rồi, còn 14 giây nữa thôi. Xả hết tiền thì không kịp. Ra được mấy con nữa thì lại toang. Tí nữa con Flame lên 2 sao rồi tôi sẽ dồn đồ cho Flame. Dồn đồ đánh tay cho Flame đi giạt. Ok, thằng này ăn được không? Có Lancer ở đây nhưng mà cũng 1 sao thôi. Cũng vẫn 1 sao thôi bạn ơi. Cũng vẫn 1 sao. Ờ, châu phết nhở, châu phết nhở. Ờ, được đấy, được đấy, được đấy, được đấy, được đấy, được đấy. Được đấy, được đấy, được đấy. Ok, ra đấm đi, đúng rồi. Ui giời ơi, Secret Lancer 1 sao không ăn thua. Ra nó thổi nó còn chết kìa. Đây rồi, hay quá. Hai con gấu 5 tiền 2 sao. Biết thế vừa lấy giữ lại quả trứng chưa đập cho già vội nhỉ anh em nhỉ. Đấy, giữ lại quả trứng có khi là lại thêm quả trứng nữa ấy, là chúng ta lên được 3 sao luôn, không cần phải đợi nó ra nữa. Nhưng mà quả đấy đã hết slot rồi anh em ạ. Hơi tiếc. Nhưng mà không sao, chơi hai con 2 sao cũng vẫn ok. Đấy, tránh bị doom. Anh em thấy là mấy round vừa rồi là cái con giờ gấu 5 tiền toàn bị doom thôi. Con này thì nó lại sợ cái là nếu mà có con doom vào thì hoàn toàn là bị phế. Con gấu 5 tiền nó sẽ không thể tung trưởng được. Đấy mà bây giờ cái con gấu 5 tiền nó đang là con to tiền nhất ở trong bàn cờ của tôi rồi. Rồng 5 tiền thì chưa ra này. Rồng 5 tiền chưa ra lên 2 sao này. Rồi rớt chưa ra. Rớt còn phải lên 2 sao cơ thì mới lé được con doom. Đấy nhưng mà thôi không sao. Bây giờ tôi vẫn cảm giác tôi vẫn ăn được dễ dàng luôn. Ôi giời, đẩy quá kinh khủng. 17 máu. Tí chết. Hay quá anh em ơi. Đội hình này, đội hình này anh em thấy tôi chả phải làm gì cả. Thật. Anh em có thể thấy là tôi chả phải làm gì từ giữa đến game đến giờ. Lúc mà tôi ra con gấu bố lên 2 sao là từ lấy giờ tôi đấy, tôi cứ chỉ lém ra lém vào rau quái tôi cho vào thôi mà. Có làm gì đâu. Đúng cái rau quái là tôi cho bài vào để tôi kiếm sách. Đến cái rau người thì tôi lại bỏ quái ra, tôi lại cho 6 mét vào, cho thêm gấu vào thế thôi. Không phải là một cái gì luôn. Chơi sướng thật đấy. Ước gì mà trận nào vào trong rank cũng chơi như thế này nhỉ anh em nhỉ. Anh em có thấy thế này là có thích không? Thích thật sự. Chơi sướng thật. Đấy mà còn đấm được nhiều bộ chứ. Cái bộ này vấn đề là nó khỏe chứ. Mà cũng đúng thôi. Cái bộ mà nó khó ra như thế này thì chắc là nó phải khỏe thì người ta mới chơi, chứ không thì ai người ta chơi gấu nữa đúng không anh em. Nên là tôi nghĩ là nó cũng hợp lý thôi. Nghĩ là để cái sức mạnh này thì nó cũng hợp lý. Đây rồi, giáp phản rồi anh em ơi. Giáp phản, không nói nhiều, giáp phản cho gấu bố. Rồi, trầu lắm rồi đấy. Rồi, lên 12 rồi, ok. Ổn rồi. Bây giờ 9m nha anh em nhá. À, chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ. À, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Đủ 9m rồi. Ơ, thiếu con gì nhở? Ơi giời, thiếu con rồng. Thiếu con rồng anh em ạ. Thiếu con rồng 1 tiền. Hoặc là con rớt. Lấy bán đi đấy, để lấy slot. Bây giờ thiếu. Vớ vẩn thua đâu này không nhở? Berserker 3 sao cơ à? Thế thì cũng căng đấy. Thế thì cũng căng, thế thì cũng căng. Ê à, ê à, ê à. Solo được không? Gấu bố solo được hai thằng không? Ui, trông gấu của tôi có vẻ vẫn hiên ngang lắm. Ơi đây rồi, rớt rồi, hay quá. Hay quá, anh em. Ui rồi, anh em nhìn kìa. Một mình con gấu bố nó solo hết luôn. Ui rồi, thắng luôn cả Lancer. Lancer không ăn thua. Rồi ôi, Lancer 2 mới ra mới có cửa anh em ạ. Lancer 1 thì ăn thua gì. À đây rồi, anh em ơi. Thậm chí ở đây tôi còn đủ bộ luôn này. Có cả rồng 1 tiền luôn này. Thế là thừa luôn này. Bỏ bớt đi cho được hai gấu. Đúng không? Được quá nhờ. Quá đúng luôn. Anh em ạ. 9m. Thằng Ryu của level 12. 9m 4 gấu. Ui rớt này.
Hay quá, ui ơi, tiền của tôi bây giờ đến 70 tiền rồi, không xài kịp luôn. Không xài kịp luôn anh em ạ. Dã man. Trồng con 7 cả. Ui giời, ui giời, con 7 đứng im từ nãy giờ. Ui, anh em ơi, biết tại sao không? Nó bị đóng đá đến chết anh em ơi. Ui giời, mẹ đi luôn. Ơ? Double kill luôn anh em ạ. Dã man. Ui giời, cái đội hình này. Tôi quả này mà tôi 100 tiền có khi tôi không phải xài, tôi vẫn vô địch. Dã man thật. Chơi cái đội hình quá là sướng luôn. Chưa thấy cái đội hình nào mà nó dễ như cái đội hình này đấy. Thề. Anh em biết cái đội hình nào mà nó dễ chơi hơn cái đội hình này thì anh em comment vào cho tôi nhá. Mà dạo gần đây thì cũng có nhiều người chơi con sói bất tử ấy. Thì tôi cũng rất muốn là anh em thử test xem là cái con sói bất tử mà gặp cái con gấu cụ ở trong cái trận đấu này thì hai con nó vờn nhau, nên nó chơi đến cái trận đấu đến bao giờ anh em nhá. Liệu rằng có phải là mãi mãi không? Cảm ơn anh em đã xem và thích video này. Và nếu mà anh em có thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái để xem cái con Velomancer nó kết hợp với cái bộ 6 Glacier. Cái tốc độ chém của nó có khác gì cái máy phay thịt không anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, vẫn là 9m nhưng mà kết hợp với cả 4 gót tối thượng cơ. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.